ỉa không ra nhà nè. Hậu tấu nó cho mình uống thuốc ỉa kiết nha anh em. Má mình gai thành cái hố gương quá anh em. Ngầu dốc ngầu ở bờ sông đây mà ỉa cũng ra. Giờ không biết cái chỗ nào ỉa ra ra nữa. Má sao giờ mình thấy một cái hố mình ghét ghê nha anh em. Giờ mình làm gì nữa cho mình uống hết. Sao giờ có cách nào ỉa ra ra không anh em? Khó quá. Má mệt mỏi thiệt rồi chứ. Giờ đầu mình đang bơ tách nha anh em. Giờ ỉa cũng ra mà giờ nghĩ tới kiểu hố mình tức. Mà giờ mình nghĩ tới thằng mẫu huyết áp là mình cũng tức theo luôn. Ra rồi.